Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 Xinh Đẹp. Các bạn ơi, hôm nay bận quá, không ra được video, bây giờ mới ra đây. Các bạn có nhìn thấy cái gì của mình mới không? Mới nhuộm tóc nhá, nhưng mà hình như là mình nhuộm cái màu này á, nó không tôn da mà nó làm cho cái nước da của mình nó vàng, xấu. Bây giờ mình đi, mình hỏi mua thì cái cô mà ở cửa hàng ấy, cô ấy bảo mình là tóc của mình đen, cho nên là nhuộm cái màu đấy là hợp. Mình định là mình mua cái màu hạt rẻ thôi, nhưng mà cô ấy lại bảo mua cái màu này thì nó hơi bị sẫm sẫm, nên là nó không có tôn da của mình, mà cái da nhìn nó vàng vàng xấu. Ok đấy, cắt đầu xấu, bây giờ lại nhuộm tóc cũng lại không đúng màu cũng xấu, thôi kệ thôi, vài tuần thì nó khác đẹp. Thì hôm nay các bạn có khỏe không? Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an trong mùa dịch. Và hôm nay mình cùng các bạn bàn về ông áo vàng. Có thật sự là ông ấy cho Gia Nguyễn 80.000 không? Thì bây giờ mình phân tích là nếu như ở Việt Nam thì mình tin, bởi vì Việt Nam ấy thì mình thấy là Việt Nam là quản lý đồng tiền là chưa chặt. Còn ở nước ngoài, ở Mỹ cũng như ở Đức thì mình nghĩ là cái luật nó cũng như nhau, bởi vì nếu mà ở ở Mỹ, ở nước ngoài ấy, mà nói Gia Nguyễn tuyên bố là lấy 80.000 rồi, tiêu xài hết rồi, còn Kim Ngân ngủ ở đường hay là ở đâu thì là quyền của Kim Ngân, và Hồng Trinh đừng có xía mồm vào, câm mồm đi, ai mượn con gì, con điên này, xía mồm vào, còn đứa nào giỏi thì nhảy vào mà giúp. Ăn nói không có văn hóa một chút nào cả, đứa nào giỏi nhảy vào, người ta không hơi đâu, người ta nhảy vào, đúng không các bạn? Nhảy vào để mang vạ, như Thúy Nga nó làm tốt như thế, cả thế giới biết mà nó còn chửi như thế, còn ai người ta dám nhảy vào? Chính là Gia Nguyễn giờ nó làm khổ Kim Ngân đấy, ai ta cũng khiếp, ai cũng không dám gần Kim Ngân, dù có thương không dám gần Kim Ngân. Đấy, như là Kim Tử Long ấy, cho Kim Ngân tiền rồi cũng mang vạ, cũng buộc tội là này khác, nên là Kim Tử Long nó cũng chạy xa 80 cây rồi. Thế không có ai ta dám gần cả. Rồi có người bảo là cái hôm mà nằm ở ngoài đường ấy đói, nhưng mà họ chỉ dám hỏi cho họ, không dám cho tiền. Cho tiền thì sợ lại mang vạ. Cuối cùng là Gia Nguyễn giết Kim Ngân, đúng không cả nhà? Rồi lại đến lại tuyên bố là ông áo vàng đã cho tiền rồi, tiêu xài hết rồi. Các bạn có tin là cho thật không? Nhưng mà mình không biết là Gia Nguyễn người ta nói lên như thế để làm gì. Các bạn có tin là cho thật không? Mình thì không tin, bởi vì nếu như thế này thì được này. Nếu mà ông áo vàng cho Gia Nguyễn tiền đen ấy, tiền mà ông áo vàng tiền để trong nhà, tiền giấu tiền đen ấy, thì cho Gia Nguyễn tiền đen thì để tiêu vặt thì được, còn mà bảo để mua nhà thì không được, bởi vì nếu như mua nhà là người ta phải bắt chứng minh cái tiền đi lấy ở đâu ra, một lúc có 80.000 để mua nhà không đơn giản đấy nhé. Ở Mỹ chắc mình nghĩ cũng như ở Đức, không đơn giản một tí nào cả, chứng minh ngay. Mà giả sử như ông áo vàng, ông ấy có tiền ở trong ngân hàng, mình nghe nói là ông ấy có tiền, có 300.000 ở trong ngân hàng, ông ấy đủ điều kiện mua nhà. Nhưng mà ông ấy với điều kiện là ông ấy cho Gia Nguyễn, nhưng mà ông ấy sang ở ngân hàng, ông ấy chuyển từ ngân hàng tên của ông ấy sang tên Gia Nguyễn, và lý do là để tặng để cho mua nhà thì được. Còn nếu như ông ấy rút ra một lúc 80.000 cũng không được, bởi vì người ta sẽ hỏi là rút làm gì mà một lúc 80.000, rút từ từ thì được. Vì các bạn biết không, ở nước ngoài này, ở Mỹ thì mình không biết, nhưng mà ở Đức ý, gửi tiền vào rất là dễ, nhưng mà khi lấy ra ấy, khó cực kỳ, lấy ra phải có lý do. Mà gửi vào ấy cũng không phải là dễ đâu nhé, gửi vào là gửi từ từ thì được, còn gửi một nhát, mình không nói đến 80.000 mà chỉ 10.000 thôi,
gửi một nhát vào cũng đã bị hỏi là tiền thì lấy đâu ra mà có một lúc 10.000 gửi vào. Không đơn giản một chút nào các bạn ơi. Ở nước ngoài người ta quản lý tiền cực kỳ chặt. Mà không biết là Gia Nguyễn tuyên bố như thế để làm gì. Mọi người trên cộng đồng mạng người ta đều không tin là không có. Mà tại sao không có? Gia Nguyễn tuyên bố thế để làm gì? Người ta được tiền, có khi người ta còn phải giấu đi ấy. Đây thì không được để nói ra như thế nào. Để đánh bóng tên tuổi cho ông Hà hay sao? Hay để làm gì? Mình cũng không hiểu. Nhưng mà không có đâu nhé. Thật sự là không thể có. Mình không tin được. Không đơn giản đâu các bạn ạ. Ở nước ngoài không đơn giản đâu. Chỉ có là cho mà sang đấy. Sang tên thật đấy thì được. À, quên, sang từ ngân hàng sang ngân hàng, tên nọ sang tên kia thì được. Còn rút tiền mặt mà cho Gia Nguyễn cũng không được. Cũng như mình nói đấy, nếu như tiền đen đấy, tiền đen mà ông Hồng Hà ông không gửi trong ngân hàng không ai biết đấy, mà ông đưa tiền đen cho Gia Nguyễn ấy thì được, bởi vì không ai biết. Nhưng mà Gia Nguyễn chỉ có tiêu vặt thôi chứ không mua nhà được. Nhưng mà tại sao bảo ông Ó Vàng tuyên bố là mua nhà cho Kim Ngân mà tại sao lại Gia Nguyễn lại bảo là 80.000 nhận rồi, tiêu xài hết rồi, thế là thế nào? Tiền trên trời rơi xuống. Tiền trên trời rơi xuống, tiêu đã cho sướng đúng không? Không, Gia Nguyễn không nghĩ gì đến cái lúc mà ông Hà ông ấy đi bán hết 300 mẫu đất của các cái Phật tử ở trong trường thiền Gạc Ma đã bị người ta kiện đấy à. Mà tự nhiên thì đồng tiền ở trên trời rơi xuống, hay thật đấy. Bây giờ cái vụ kiện vẫn chưa xong nhé cả nhà nhé, cái vụ kiện bây giờ vẫn chưa xong, bởi vì cái giấy về là ông ấy toàn vắng mặt thôi, 4-5 lần rồi. Cái lần cuối cùng này thì bảo là ông ấy về Việt Nam, nhưng mình không biết là ông về Việt Nam thật không. Bởi vì là dịch như này thì về làm sao được, cũng giống như cái đợt bảo ông ấy trốn sang Canada ấy, thì mình nghĩ là không. Nhưng mà có thể là ông ấy vẫn còn ở Mỹ thôi, nhưng mà ông ấy không ra mặt thì không làm gì được. Nhưng mà mình nghe nói là những cái thư quan trọng ấy là người ta phải cầm đến tận nhà, người ta đưa cho Gia Nguyễn, đưa cho ông Áo Vàng, nhưng mà không gặp người ta bó tay. Nhưng mà mình không tin là như thế. Chả nhẽ ông cứ trốn mãi được à? Người ta đến người ta bấm chuông thì ông mới biết, người ta biết, ông mới biết là ai mà ông ấy không mở cửa, hay là ông ấy biết là ông ấy có chuyện nên là ông không mở cửa. Và ở Mỹ lại làm như thế à? Ở bên Đức thì người ta không cần làm như thế. Bên Đức này là cái thư đặc biệt như thế là họ cho ở cái phong bì màu vàng. Và họ ở cái bưu điện ấy, xong là người ta có cái giấy thôi, là người ta nói là cái giấy đi nhận thư. Mà cái giấy người ta đã gửi vào thùng thư của mình rồi, là coi như mình nhận được rồi, mình không thể cãi là không nhận được. Thì mình phải cầm cái giấy đấy ra bưu điện và cầm cái chứng minh thư của mình ra và nhận, và phải ký cái giấy đấy, người ta gửi bảo đảm là phải ký thì mới được. Là cái thư đã vào tay mình rồi là mình phải đi, không thể chạy được. Thì mình không biết là bên Mỹ này như thế nào, nhưng mình nghe nói là Mỹ này lại thư quan trọng người ta cầm đến tận nhà thì không biết rồi. Đấy. Thì mình cứ suy nghĩ mãi mà mình cũng quên, từ hôm nọ nay mà mình cũng quên, là vì ở nước ngoài mà lại bảo cho 80.000 nó đơn giản thế, mà lại còn, mà mình không hiểu là Gia Nguyễn hiểu về luật pháp như thế nào. Mà còn đăng lên mạng nhá, vớ vẩn là oan gia ấy, là chết đi nhá Gia Nguyễn nhá, không đơn giản đâu. Một khi đã đăng lên mạng cái gì là mình phải suy nghĩ chín chắn, mà phải cái gì nên đăng lên mạng và cái gì không nên đăng lên mạng. Không phải là cái gì cũng đăng bừa đăng bãi được đâu. Thì không biết là Gia Nguyễn là đăng như thế là có ngụ ý gì, có ngụ ý là dương oai, hay là có ngụ ý là đánh bóng tên tuổi cho ông Hà thì mình cũng không hiểu. Nhưng mà càng làm như thế thì Gia Nguyễn càng chết. Tiền ông ấy tuyên bố ông bảo cho để mua nhà cho Kim Ngân, mà cuối cùng Kim Ngân thì ra ngoài đường ngủ, thì bảo Kim Ngân thích đi đâu là quyền của Kim Ngân ngủ ở đâu quyền của Kim Ngân. Còn Hồng Trinh cầm cái mõm vào,
không không khiến xía cái mõm vào. Nói hay thật. Ok nhé, mong các bạn ủng hộ nhé. Bye bye.